Sư đây nè tập nén trong video thứ mấy thằng này nắng dương nâng về để tôi chỉ mùi nâng cả bằng cả đặt tạm bay vì cả sự sự cột thì chỉ phí dưỡng tôi cần mẹ cho anh bao giờ dưỡng nó không nắng dương nâng về để tôi chỉ mùi thằng thứ mấy tập dương hai bằng cả đặt tạm bay bạn ok chẳng bớt xin chỉ dương thò mà đá về dương để đặt tạm bay dương chỉ bắt chỉ bảo quản server bao dưỡng rồi còn local hot bao dưỡng đầm bầy PHP mà admin bởi dân đầm bầy cho tục nông nặng và tán lại nếu dân ai sẽ xe cột PHP dân đầm bầy cho tục càng nặng một tí hóa thay nông nông nít nhóm ai kể được tạm bách được lại kể PHP mà admin bởi nhóm chân dân ai cho tục nông browser bởi dân dân bầy lục khó khó slash PHP mà admin những copy này mà để sao nhưng mà đặt slash bị khăn cởi trong web tờ là internet okay. Nào về dòng vậy dòng máu tóm tiếp dân vậy user bao giờ ok root password để kèm miền được gọi trong máu click máu dân ai create data bài new data bài được gọi ai máu rồi ta chung một ai nè đặt chung một ai về máu và thế dân ở trong vừa chẳng tiền để dân ai sẽ bị cột bởi dân máu rồi có dân chỗ tạm comment của bạn này nếu cả này để dân chọn create thì họ thay nhầm cả easy one rồi mà tiếp nhầm create cho mặt thì dân mang easy one chứ dân chọn lục là tạm bài nâng ok cái này nè setting nhưng mà đã lục nó không thì đã dân ai lục bán và đã phải cho nhầm vào query nhầm thả ok delete data by EC1 okay. Go. Nên delete it, drop okay. Nhưng chọn cho lắm ta, giờ anh drop bán nhưng phải chẳng nhưng chưa chụp lại query chiếng interface ok, chẳng phải chẳng dân ai chờ tục quyền là sẵn nhưng nó có hai người chết cứ cạnh này để dân chọn create bí terminal bao giờ ok, dân chỗ không farm server dưỡng click MySQL bởi dưỡng máu PHP dưỡng vô MySQL console ok chẳng enter cho mà bộ mình password dưỡng vay password mà dưỡng ảnh thang create data by easy one dưỡng dưỡng ok dưỡng show data by dưỡng trong hàng data by thằng ó dưỡng show data by nó ok dưỡng click easy one bởi dưỡng mình nói chứ cho ai drop được thì drop data bay chứng cứ EC1 ok đó cái số data bay mà đoàn tiền đó ta mê nó ok đó chắc phê dương số data bay mất cứ bật EC1 giờ số tháp ok dương trong thôi chẳng đang nộp nông PHP tại dương sở thương mệnh chẳng nộp nông nắng dương tìm mua đưa nhóm dễ vì video môn chẳng cứ tìm mua dương thảo trang mấy kê dương thảo trang dương thật đang hot bảo vệ local hot rồi có IP rồi cái chứ mà username chứ ai password ai kê chứ nhưng mà cái file mùi mà thì mỗi file bởi nhóm cư nhầm đặt hả create data by dot php ok đó nhầm đặt file thả create để bị dùng cho đặt PHP đó. Ok, tóm mà tiết nhung bà code PHP dùng thông đã ở vậy đây nhung chấm nhung prap anh ha cứ đi mỗi server name bao giờ ok server name server name smart kệ bởi xanh chỉ dân prap mà actual local hop bao giờ nâng ở van server nâng dân rưu cửa giảm dân cứ local hop chẳng về local hot hot nhưng thầu cái mình tiệt cứ username bảo vệ username cứ smart chỉ mỗi nắng root ok còn mà tiệt anh cái tiệt cứ password bảo dương mình tiệt là password smart chỉ mỗi nắng ok miền ở bọn miền tây dương đặt tê chẳng mà okay.
chắc về ban phần năng hỏi làm bay khẩn định tàu can nhân dân tại dân thương thương mại làm bay khẩn định tàu can mại xuất ở dân bản thì chẳng thì muối dân thuộc ai kể dân bản trai khai bản dân má trai khai chứ nó không những đại cái cứ PDO exception PDO chụp lực nâng hay đấy ban biểu trên màu chẳng catch TCH ok chúng ta tham PDO PDO exception chúng hay ấy ban on chế exception ok exception là e nhưng mà rộng tham vi auto phi là nhầm ok ở đây chẳng phần năng của bạn á còn mà tiết ở quay để dân thật với tìm mối cư dân thông make connection chẳng dân đô la connect khót các bạn smart chỉ mùi nâng new video và dân mà video dân dân new video hay dân prap kệ my actual chạy bì mà hoặc một viết smart kệ cứ đô la server name mà dân còn một tiết mini tiết cứ miễn username mà dân dân thông prap username mini tiết cứ password mà dân ok chẳng về ban phần năng hơi dương ai cái lại nắng cứ dương ai sẽ xây query bằng dương đôi để dương để nhóm sẽ xây một lần chẳng chẳng đồng bay create data bay dương bán dương thật thương mại tìm mũi cứ dương miễn SQL mũi SQL query đưa vào dương tăng ấy các bạn này dương thả SQL bằng dương cho vậy kì create data bay chứ mũi kì cứ EC easy one chân chân cho tôi sang nhóm mình easy một phần phải hai em mình ok chân về ban phần năng hai tại những thật thương mạch tiền đồng bay execute việc ban thì mỗi cứ dân miễn mày tốt mùi cứ dân hào kho năng máu thì đi ố với miễn mày tốt mùi cứ ấy kể nhóm bạn tốt hãy ban rồi ạ khởi nhờ lại chẳng mình check bìm xa mấy cư dân thì họ là những bạn phà là một lần cho bây giờ click đó cứ viết tôi rồi ok này on đời xa nhóm phải chỉ nhóm reset PHP storm nhóm chứng việc click đó tạo ấy chắc về ban phần năng hai dân mới execute exec exec cho máu cứ dân đặt query để bao giờ nào sửa lại cho máu ok chắc phần năng máu cứ vi ai execute bài này chắc bờ sân chỉ việc success dân echo ấy một chọn chọn thì họ thành echo database chẳng phải ban phần năng chẳng ưu tiên hoa tha bật sinh chữ về error error dương ai là biệt hai kì echo mà echo được kìa mà cứ ai kì actual bật dương nâng bột chứ mùi nâng ai kì thay bì o mùi chứ bột chứ mùi nâng thì bật dương nâng tìm sao mấy mình ai kì get message như nó chúng dùng mình e dot get message ok trước bên ban phần năng hai được những prapo long giống cứ nó càng cỏ dương thử close connection một việc là connect là con nào trước bây dương pra video vậy thì với cứ dương thử close connection đó đòi point method nào tạo chứng viên nó close connection của này okay. Chẳng dương ai tập bạc mở bán dương run code lực tìm mùi chẳng cứ localhost php database hoặc là kể cứ create db.php chẳng phải nhóm run tao bị cua ta create bài này
unexpected actual. Ok, chẳng như tụi mơ ta việc khỏi kê lại ní đồ là actual đồ là actual mà chỉ mùi nâng create database create database AC trao vậy ta local hot trao username root password admin host server name. Ok, cái này nít trao đoạn ổn ta. Ok, chẳng lại nít đưa sang nhầm click bật xin lý khả lắm, nhưng tôi mở đoạn tiết. Đó, lâu về nhầm refresh máu. Cứ tạo bài created. Bạn ta dân mình khỏi kể property video nào. Ok, con nào is probably undefined. Ok, ở point nào cứ đô la dương con smart nào main point nhé main how thì cứ chẳng bây giờ refresh mà phải chỉ error để sao data bây giờ create hay chẳng biết cái create sắp xếp hay chẳng ok bạn nhà thế chẳng tỏ easy one main chẳng bớt xin chỉ nhầm drop này tiếp nhầm drop data bây năng chào drop data bây easy one nhầm drop bây mùi hạch chúng ta refresh đoạn tiếp mà cứ viên nâng create đã dường và đại bộ sinh chỉ miền hai viên nâng hoặc create đi ok to chứng dân ai create đã tạo bài ba này được ra php dân đập bay create về chứng nhận đó nên thật chấm xong lại một vấn đi mua dân thật score credential cứ server server name bởi dân local hot user bởi dân root password bởi sinh chỉ miền đã máu bộ mặt tế dân đã tế dân máu tôi mới tiếp dân thủ create chỉ object mùi cứ trên bì PDO bởi dường đã miễn anh ấy tạm bất cứ con, default constructor bỏ kế cứ kê miễn bản năng màu chứng dương thảo cái ai làm sử dụng name username password bởi dường màu anh ấy cứ dương đặt query actual query bởi dường thông đá đồng bày create database cứ dương sẽ create database chẳng hết chung data bởi dường màu chẳng phải hai dương hào method mùi cứ exact chẳng lại nâng cứ dương path actual query bởi dân nâng cho tục nồng nâng tổ mà tiết về run success máu dân khoản này echo message mùi đề và tất cả này đã bị error thì họ thả ok lại ní học mùi chân cho tạo việc bản họ ok undefined create access deny lại nâng cứ về nâng phạm chân này ok chứng lại ní dân ai này má rồi giật má dừng refresh đoạn thì mới ta bị đã ok đã chứng video nâng nhung nâng hàng là bản năng cứ dừng ai create database bạn chứng video rõ nhung nâng bản hàng nhận đọc cái này vì đặc biệt không cả create table bao giờ đọc về đại dương miền database hai chứng ở cùng trang video rõ nhung chụp